Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin thời sự mới nhất. Côn đảo lọt vào danh sách 25 bãi biển đẹp nhất trên thế giới. Đứng thứ 18 trong số 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do Trevor Elisua bình chọn, bãi Đầm Châu đã khiến cái tên Côn đảo tiếp tục được xứng tên trong danh sách những điểm đến hải đảo nổi tiếng trên thế giới. Trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do Trevor Elisua đưa ra Ba đại diện khác ở châu Á cũng được nhắc đến, gồm Raleigh West, Krabi Thái Lan, Đất Hanaga, Ấn Độ và sau Luzon Philippines. Danh sách này cũng đề cập đến một số cái tên quen thuộc như Elephonisi, bãi biển cắt hồng nổi tiếng ở Hy Lạp, hay Vịnh Hanalei, Kauai, Hawaii, Mỹ. Đầu năm nay, Côn đảo cũng là một trong hai đại diện của Đông Nam Á có mặt trong danh sách 52 điểm đến cho năm 2021 của Thời báo New York Times sở hữu bãi cát vàng óng mịn, rừng cây xanh bao quanh yên bình, bãi đầm trầu ở côn đảo thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu được tạp chí du lịch nổi tiếng của mỹ travel Leisure, đưa vào trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất trên thế giới. năm 2020, côn đảo trở thành đại diện hiếm hoi của châu á nằm trong danh sách những nơi có nước trong xanh nhất trên thế giới do travel elysure bình chọn. trước đó, năm 2021, travel elysure từng ca ngợi. Côn đảo là một trong những hòn đảo bí ẩn và tốt nhất trên thế giới. Theo tạp chí này, côn đảo nổi tiếng với những vách đá granite sừng sững tuyệt đẹp bên bãi biển xanh pha lê óng ánh. Tạp chí Lonely Planet đã từng liên tục bình chọn côn đảo là điểm đến top 10 cho những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong các năm 2016 và 2017. Năm 2017, đánh giá vừa là thiên đường bơi lặn và các trò chơi dưới nước với những bãi biển phủ bóng rửa xanh tuyệt đẹp vừa là địa điểm dành cho những người ưa thích khám phá, mạo hiểm với những con đường xuyên rừng còn khá nguyên sơ, hoang dã. Hãng tin CNN của Mỹ cũng bình chọn, Côn đảo là một trong 12 đảo bình yên nhất châu Á, bên cạnh các hòn đảo nổi tiếng Palawan, Philippines, Hokkaido, Nhật Bản hay Koh Phayam, Thái Lan. Bãi biển Côn đảo sở hữu cắt vàng trắng mịn cùng các dạng tre, rừng cây rậm xanh mát bao quanh, thích hợp để du khách thư giãn chân võng hay đi bộ thong dong cùng với một ly nước dừa. Ngoài ra, bãi biển nằm gần sân bay nên khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh rất gần mang đến cho du khách cảm giác phấn khích. Trang này mô tả. Bãi Đầm Chầu là bãi biển đẹp nhất trên quần đảo Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bãi Đầm Chầu nằm gần sân bay Cỏ Ống, ở riêng ngoài vườn quốc gia Côn Đảo và cách thị trấn Côn Đảo khoảng 14 km. Bãi biển này cong như vầng trăng khuyết, bờ cát thoai thoải và trắng mịn. Điểm đặc biệt nhất của bãi Đầm Chầu có lẽ là chiều ngang bờ cát khá rộng, từ trong đất liền ra đến mép nước có một khoảng cách khá lớn, thích hợp để du khách đi dạo hoặc chơi các hoạt động thú vị như bóng chuyền, bóng đá. Không riêng gì bãi đầm trầu mà hầu hết những bãi biển đẹp ở côn đảo đều có là nước biển trong veo, gam màu xanh ngọc bích nhạt dần khi vào trong bờ cát nhưng đủ tạo nên sức hút tuyệt vời cho du khách đến đây. Đây cũng là nơi tuyệt vời để du khách thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn. Những gam màu xanh tươi của nước biển, của cỏ cây dần tắt lịm và thay vào đó là ánh nắng chiều vàng rực, vàng cam, sau đó chuyển sang đỏ thẫm, đỏ tía. Đó cũng là thời khắc đẹp để du khách dưa máy ảnh, chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Hãy đến thăm côn đảo một lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển đẹp tuyệt vời nơi đây, cũng như thăm những bằng chứng lịch sử về tội ác của chế độ thực dân, về sự hy sinh, kiên cường của những người lính, những cha ông chúng ta đã dùng cả máu và tính mạng của mình để viết nên ý chí kiên cường của người Việt Nam bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại